Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên bản tin chính thức của TBS nâng tầm kiến thức. Bản tin ngày hôm nay 31 tháng 5 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Sau tội ác khủng bố Moscow của Kiev, Nga chút đòn tù, hỏa táng trung tâm đầu não của Ukraine. Không dừng lại, Nga tấn công dữ dội Kiev lần thứ 3 trong 24 giờ, ít nhất một người chết, 4 người bị thương. Ngu ngốc một lần, trả giá một đời, Zelensky bùn rùn chân tay trước hàng chục chiến hạm khủng của Nga bắt đầu trực chiến. Tiên lộ gây sốc, cơ quan nội vụ Kherson tra tấn người từng liên hệ với Nga có ghi nhận mất tích và tử vong. Các chuyên gia đánh giá cuộc phản công của Ukraine thiên về tuyên truyền hơn là sức mạnh quân sự. Trong khi đó, chán trường mệt mỏi vì chính sách bài Nga, dân Mỹ biểu tình phản chiến. Thượng nghị sĩ Mỹ thừa nhận Nga thắng đậm sau Thế chiến thứ hai. Trước tình hình này, NATO âm mưu mở cuộc chiến mới gây bất ổn châu Âu. Quý vị thân mến, sau tội ác tấn công khủng bố kinh hoàng của Ukraine khi phóng loạt máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moscow, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận rằng lực lượng Nga đã giáng đòn trả đũa vào trụ sở tình báo, một cơ quan đầu não quan trọng của quân đội Ukraine. Ừ. Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 5 cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ nước này. Quan chức này cho biết thêm, các trung tâm bị phá hủy được sử dụng để lên kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga. Bộ quân sự lưu ý, các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch dưới sự lãnh đạo của các sĩ quan tình báo phương Tây. Các trung tâm ra quyết định đã bị tấn công bằng việc sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Tất cả các cơ sở được chỉ định đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cùng ngày, tại cuộc triển lãm chuyên đề về kinh tế ứng nghiệm sáng tạo, Tổng thống Nga Putin cho biết, chúng tôi đã nói về khả năng giáng đòn tấn công vào các trụ sở đầu não, các trung tâm ra quyết định. Hiển nhiên, trụ sở tình báo quân sự của Ukraine cũng thuộc loại này và đã bị tấn công. Tổng thống Nga thừa nhận, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow xảy ra trước đó trong ngày. Mục tiêu chính của các cuộc tấn công như vậy là cố gắng đe dọa các công dân Nga. Đây là dấu hiệu rõ ràng về hoạt động khủng bố của Kiev. Đòn trả đũa chưa dừng lại tại đó. Vẫn trong ngày hôm qua, quan chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục dội mưa tên lửa lần thứ ba trong 24 giờ vào thủ đô Kiev. Ít nhất một người đã chết và bốn người bị thương. Ông Shahid Bokov, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev cho biết trên kênh Telegram rằng cuộc tấn công rất lớn đến từ nhiều hướng khác nhau theo nhiều đợt. Đây là vụ tấn công chết người thứ ba của Nga vào thủ đô Ukraine trong tháng 5. Các quan chức nói rằng nhiều nạn nhân đã thiệt mạng khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng gây ra hỏa hoạn. Hai tầng trên cùng của tòa nhà ở quận Holisiski đã bị phá hủy. Lực lượng khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm những người bị thương đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thị trường Kiev Vitaly Klitschko cho biết 4 người bị thương và 20 người đã phải sơ tán. Nga tiếp tục tấn công thủ đô. Dạng sáng nay, tiếng nổ đã vang lên ở nhiều khu vực trong thành phố. Ông Klitschko thông báo trong một bài đăng trên tin nhắn Telegram. Ông Klitschko nói thêm rằng các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống một số quận, bao gồm các khu phố lịch sử Bordy và Percheski, cũng như quận Svitanovsky. Ngoài ra, còn có quận Holosiyski ở phía nam của Kiev cũng bị thiệt hại. Hình ảnh từ các quan chức Kiev và các nhân chứng của Reuters cho thấy ngọn lửa bùng phát từ các tầng cao nhất của tòa nhà và khói bốc lên ngùn ngụt từ mái nhà. Các nhà máy đóng tàu đang chạy hết công suất để kịp bàn giao chiến hạm cho Hải quân Nga. Điều này đã được công bố tại một cuộc họp của Hội đồng Quân sự bởi Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Efmenov và được hầu hết các hãng truyền thông trong nước trích dẫn. Đô đốc Efmenov lưu ý, các kiếp chiến đấu tàu mặt nước và tàu ngầm đã được huấn luyện tăng cường, trong đó đẩy mạnh việc phối hợp với những nhóm chiến thuật. Các binh sĩ thuộc Hải quân Nga, bao gồm thủy thủ và lính thủy đánh bộ, đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trên đất Ukraine, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Syria. Tư lệnh Emenov cho biết thêm, sau khi hoàn thành huấn luyện trong giai đoạn mùa đông, hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương đã được ghi nhận đạt kết quả cao, trong khi đó hạm đội Biển Đen dẫn đầu ở hầu hết mọi khoa mục huấn luyện tác chiến. Mới đây nhất, con tàu thứ 5 của dự án 20380, tàu hộ tống Mercury đã được bàn giao cho Hải quân Nga. Con tàu sẽ phục vụ trong hạm đội Biển Đen, được trang bị hệ thống pháo, tên lửa phòng không, chống ngầm, chống hạm sonar và radar đi kèm nhà chứa máy bay trực thăng KA-27. Việc Hải quân Nga tiếp nhận số lượng lớn tàu mặt nước trong năm 2023 rõ ràng là một nỗ lực lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong điều kiện mọi nguồn lực đang được ưu tiên dành cho lực lượng mặt đất. Sau một tháng giao tranh ròng rã, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm qua đã công bố thiệt hại về người và vũ khí của lực lượng vũ trang ukraine Xuất hiện trong thông báo là một loạt các con số thương vong kinh hoàng. Theo đó, Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 400 xe tăng và 466 máy bay không người lái chỉ riêng tháng này. Các lực lượng Nga tiếp tục giáng hỏa lực hiệu quả vào đối phương. Chỉ riêng trong tháng này, lực lượng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 16 máy bay, 5 trực thăng, 466 máy bay không người lái, hơn 400 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cùng 238 pháo giã chiến và súng cối. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm 30 tháng 5. Ông Shoigu cũng cho biết 196 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao 2 m 16 tên lửa Hams và 29 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Ukraine đã bị đánh chặn và phá hủy trong một tháng qua. Trước đó, trong tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace hôm 29 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov đã đánh giá rất cao hiệu quả tác chiến của tên lửa Storm Shadow do London viện trợ cho Kiev. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả tên lửa Storm Shadow được chúng tôi phóng đi đều bay tới mục tiêu. Tỷ lệ đánh trúng là 100%, ông Renikov nhấn mạnh. Phát biểu trên của ông Renikov được cho là trái ngược với những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Tiếp tục bản tin với một tiết lộ gây sốc, An ninh Ukraine đã lập các phòng nhục hình trong hai sở nội vụ khu vực Kherson ở quận Dnipropsky và Komsomolsky nhằm mục đích trừng phạt những người cộng tác với chính quyền Nga trong thời kỳ thành phố do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát. Trong các phòng giam này, có những người đã bị giết mà không cần xét xử hoặc một số mất tích. Cả lính đánh thuê nước ngoài cũng tham gia tra tấn hành hạ. Đó là tin do đại diện cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với Sputnik dẫn nguồn trong cảnh sát quốc gia Ukraine. Người cung cấp tin cho biết, một người tên Vladimir Malina từng là trợ lý của một doanh nhân. Khi ông này rời đến vùng khác của Nga, thì Vladimir ở lại, bị công lực Ukraine bắt giữ ngày 5 tháng 4 và đã chết trong sở nội vụ quận Dniprovsky. Vladimir bị giam trong phòng dục hình của sở nội vụ quận Dniprovsky, bị đánh đập dã man và chết trong phòng giam ngay ngày hôm sau. Nhằm che giấu vụ giết người này, liền trong 3 ngày, lính canh đã tra tấn hai nhân viên trung tâm nhân đạo Nga bị giam cùng với Vladimir, buộc họ phải viết chứng thực giả rằng Vladimir Malina đã được thả ra. Nguồn tin nói trong các phòng giam này, một số người đã bị tra tấn đến chết, nhưng công bố chính thức lại là thuộc diện mất tích. Về sở nội vụ thứ hai, nơi có phòng tra tấn Komstromovsky thì ít ai được rõ vì ở đó toàn người nước ngoài làm việc, dân địa phương không được phép vào. Nhưng ở đó nghe thấy giọng nói tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Georgia, nhân viên thực thi pháp luật nga nhấn mạnh ông khái quát nói chung nhân viên cơ quan thực thi pháp luật và đặc nhiệm kỳ ép đang tiến hành các biện pháp điều tra vi phạm trình tự luật tố tụng của ukraine áp dụng mọi hình thức cưỡng bức thể chất đối với những người bị bắt giữ lính đánh thuê nước ngoài và chiến binh các nhóm dân tộc chủ nghĩa hung hăng tham gia tra tấn thực hiện hành động bạo lực đối với những người bị giam giữ Dự đoán về cuộc phản công sắp tới theo kế hoạch của Kiev, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về truyền thông đại chúng của Phòng dân sự Nga Alexander Markhevich nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine sẽ nỗ lực nhiều hơn vào các cuộc tấn công thông tin so với các cuộc tấn công quân sự. Theo ý kiến của ông, nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine sẽ là đạt được hiệu ứng tuyên truyền. It was so great and astonishing to see a lot of colleagues. Bây giờ chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc tấn công thông tin khốc liệt. Chúng sẽ cúi gặp người về phía sau nhằm cố gắng biến bất kỳ vết mũi đốt nào trông giống như một chiến thắng vĩ đại trên chiến trường. Ông Markevich nói và cho biết thêm, quân đội Nga đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra, kể cả các hành động phản cảm nhất. Trước đó, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine Alexander Zizky nói rằng, thời điểm cho một cuộc phản công của quân đội Ukraine đã đến và các nhiệm vụ cụ thể để giúp chuẩn bị cho nó đã được xác định. Đồng thời, vào tuần trước, ông Mikhail Bondaliak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố, cuộc phản công trên thực tế đã bắt đầu được vài ngày. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng, các quyết định về cách thức và thời điểm các lực lượng vũ trang tiến lên phía trước đã được đưa ra. Những suy đoán của giới truyền thông về một cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine đã tiếp tục không suy giảm trong vài tháng nay, với nhiều thời điểm khác nhau được đề cập. Bộ Ngoại giao Nga trước đó tuyên bố, những suy đoán công khai của các nước phương Tây về cuộc phản công này đã xác nhận sự tham gia trực tiếp của họ vào xung đột. Trong bối cảnh phương Tây đang lên kế hoạch tiến hành lệnh trừng phạt thứ 11 nhằm vào nền kinh tế Nga, cựu trợ lý của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, nhà văn và cũng là nhà báo Tara Reis cho rằng, cư dân Hoa Kỳ đã quá chán trường mệt mỏi vì chính sách bài Nga liên tục thất bại của Washington. Bà Tara Reis nói trong cuộc họp báo do tập đoàn truyền thông Georgia Chesnonia tổ chức rằng, công dân Mỹ rất mệt mỏi khi nghe những phát ngôn bài Nga và kết quả các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến ủy nhiệm do Hoa Kỳ và NATO tiến hành. Tại Washington đang diễn ra những cuộc biểu tình phản chiến, mọi người chống lại tất cả những khoản kinh phí chi cho ngân sách quốc phòng. Bà Reis nói thêm, vì tình hình hiện tại, nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong trạng thái rơi tự do. Đường xá ở Hoa Kỳ và cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, nền kinh tế trong thực trạng tồi tệ, lạm phát tăng vọt 40%. Ở nước chúng tôi, số lượng người vô gia cư leo thang đến mức kỷ lục. Bà đồng thời nhận xét, phát ngôn của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham là đồng nhất hóa cái ác khi ông này tuyên bố người Nga đang chết là kết quả thành công nhất của việc Washington chi tiền giúp đỡ Kiev. Điều đó không phản ánh thái độ của nhân dân Mỹ, không được tiếp tục những luận điệu thù hận như vậy, bà Riet lưu ý. Trả lời phỏng vấn về việc quân Nga mới đây đã đánh chiếm được toàn bộ thành phố Pekmut, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Virginia là ông Richard Black cho rằng quân đội Nga đã giành chiến thắng trong trận chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới hai. Nghị sĩ Black cho rằng Thất bại này sẽ thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mà việc chuẩn bị cho nó đã được nói đến từ lâu, chứng minh rằng quân đội Ukraine vẫn còn sức chiến đấu để phương Tây tiếp tục viện trợ thêm tài chính và vũ khí. Bình luận về điều này, Thiếu tướng Ukraine đã nghỉ hưu Sergei Kirivanov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Prime TV rằng mong muốn của ông Zelensky tiến hành một cuộc phản công thay vì tăng cường phòng thủ Ukraine sẽ dẫn đến những tổn thất lãnh thổ mới cho chính quyền Kiev. Tướng Kirivanov thừa nhận nhiều khả năng quân đội Nga sẽ đập tan cuộc phản công của Ukraine và mở các cuộc tấn công mới để tiến xa hơn. Theo vị tướng, Nga có các nguồn lực và đạn dược cần thiết để tiếp tục tiến xa hơn trong phòng tuyến Atemos. Trong khi đó, quân đội Ukraine phải đối mặt với một tình huống khá khó khăn do thiếu đạn pháo. Điều này trở thành trở ngại lớn nhất trong cuộc tấn công trên bộ. Ông nhấn mạnh thực tế là quân đội Ukraine đang đương đầu với một cường quốc quân sự có một nền kinh tế mạnh, hậu thuẫn với một lực lượng quân đội không chỉ có mức độ huấn luyện khá cao mà ưu thế về quân số và hỏa lực cũng vượt trội. Nếu cứ cố chấp mở đợt tấn công quy mô lớn, thì kết cục đối với lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là thiệt hại nặng nề cả về trang bị vũ khí và nhân lực. Trong khi đó, họ có thể mất nhiều hơn nữa bởi các cuộc tấn công tiếp theo của quân Nga. Trước tình hình không mấy vui vẻ này, chuyên gia quân sự kiêm bình luận viên truyền hình Trung Quốc Tống Trung Bình viết trong bài đăng trên tờ Global Times dự đoán Hoa Kỳ có thể kích động chiến tranh ở Prakan để gây bất ổn tình hình châu Âu sau những thất bại không mong muốn đối với Nga. Ông Tống nhận xét, bởi xung đột nga ukraine không mang lại hiệu quả mong muốn đối với Hoa Kỳ, nên Washington cần tạo ra cuộc chiến mới trên lục địa Âu. Theo lời chuyên gia, Hoa Kỳ tính toán rằng, bằng cách đó sẽ phá hủy nền kinh tế châu Âu, đẩy tăng độ phụ thuộc của EU và Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Tống nói thêm, chủ quyền và an ninh quốc gia của Serbia không phải là ưu tiên của NATO. Chuyên gia Tống Trung Bình đánh giá, trong khi đó bởi xung đột nga ukraine đã lấy đi rất nhiều năng lượng và nguồn lực từ Hoa Kỳ, nên chắc chắn họ sẽ coi sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Serbia và Kosovo là cơ hội cần tận dụng. Mục tiêu cuối cùng của Nhà Trắng là khiến cho cả châu Âu và Nga đều chịu tổn thất. Như vậy sẽ tạo điều kiện để Washington duy trì quyền bá chủ của mình, tác giả kết luận. Cùng lúc này, Bộ ngoại giao Nga kêu gọi phương Tây dừng hoạt động tuyên truyền dối trá về cuộc đụng độ giữa đám đông người gốc Serbia và lính NATO tại vùng ly khai Kosovo. Theo Moscow, vẫn chưa là quá muộn nếu phương Tây thực sự quan tâm đến hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi kêu gọi phương Tây chấm dứt các hoạt động tuyên truyền dối trá, dừng đổ lỗi các sự việc ở Kosovo cho cộng đồng gốc Serbia, những người đang cố gắng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tự do của họ một cách hòa bình và không vũ khí. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm qua. Cộng đồng người Serbia gần đây biểu tình phản đối kết quả bầu cử địa phương tháng 4 với ứng viên gốc Albania đắc cử thị trường ở một số thị trấn miền Bắc Kosovo. Cộng đồng này trước đó tẩy chay bầu cử, phần nào tạo điều kiện để người gốc Albania kiểm soát các hội đồng địa phương dù tỷ lệ cử tri đi bầu rất thấp. Vẫn chưa quá muộn để đảo ngược câu chuyện liên quan đến các cuộc bầu cử địa phương giả tạo ngày 23 tháng 4. Nếu phương Tây thực sự quan tâm đến hòa bình và ổn định, Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo Moscow, nhiệm vụ đầu tiên lúc này là thiết lập các khu vực cộng đồng người Serbia. Đây là đề xuất tranh cãi bởi nó đồng nghĩa cho phép cộng đồng người Serbia có mức độ tự quản nhất định. Chúng ta cần có bước đi kiên quyết để hạ nhiệt căng thẳng, không phải những biện pháp nửa vời như đề xuất từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga bổ sung, đồng thời chỉ trích lực lượng Kosovo của NATO là nguồn cơn của bạo lực không cần thiết, yếu tố làm leo thang tình hình. Một lời kêu gọi khác được đưa ra trong ngày hôm qua, theo đó, Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hãy nhanh chóng phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Bây giờ là lúc để hoàn tất quá trình gia nhập của Thụy Điển. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê duyệt nhanh nhất có thể. Không có lý do để kéo dài thời gian, Thụy Điển đã sẵn sàng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Yves Christensen ở thành phố Lula ngày 30 tháng 5. Lời kêu gọi của ông Blinken được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan tái đắc cử bắt đầu thập kỷ thứ ba lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi muốn quá trình hoàn tất trong vài tuần tới, ông Blinken nói. Ngoại trưởng Mỹ từ chối bình luận về việc Thụy Điển có được kết nạp trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 hay không. Ông cũng bác bỏ mối liên hệ giữa việc Ankara bật đèn xanh cho Stockholm và khả năng Mỹ bàn máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đường đua giành ghế Tổng thống Nhà Trắng tiếp tục nóng những ngày trở lại đây. Cùng với đó là nhiều hứa hẹn được đưa ra từ vị trí các ứng cử viên. Thống đốc Florida Ron DeSantis trong cuộc phỏng vấn với Fox Friends đầu tuần này tuyên bố sẽ quét sạch cánh tả nếu được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024. Tôi sẽ đánh bại chủ nghĩa cánh tả ở đất nước này và bỏ lại hệ tư tưởng đã thức tỉnh vào thùng rác lịch sử. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hứa khi trả lời câu hỏi của một trong những người dẫn chương trình về lý do tại sao ông không đợi cho đến khi cựu Tổng thống và ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump, đã hoàn thành điều mà những người đã ủng hộ ông cho rằng sẽ dễ dàng giành được nhiệm kỳ thứ hai mà không cần đến sự can thiệp của thống đốc Florida. Tự hào về khả năng giành được lượng lớn cử tri mà Đảng Cộng Hòa thường không thể giành được, đồng thời đưa ra chương trình nghị sự táo bạo nhất ở bất kỳ đầu trên đất nước. Ông DeSantis tuyên bố sẽ không chỉ chiến thắng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden mà còn giữ chức vị Tổng thống trong hai nhiệm kỳ. Ông đồng thời đề cập đến cuộc thập tự trinh luật pháp của mình chống lại Disney, nhắc nhở những người dẫn chương trình rằng Trump đã đứng về phía gã khổng lồ giải trí và tuyên bố một công ty trị giá hàng tỷ đô la đã kích dục trẻ em là không phù hợp với các giá trị của Florida. Những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã thu hút sự ủng hộ đáng kể của phe bảo thủ bằng cách mô tả mình là một nhà thập tự trinh có đạo đức chống lại làn sóng thức tỉnh đang dâng cao, đẩy lùi các sáng kiến đa dạng, công bằng, hòa nhập, lý thuyết về phán chủng tộc và hệ tư tưởng giới tính trong trường học. Chuyển sang các tin tức khác trên thế giới. Hãng hàng không China Eastern mới đây đã đưa máy bay chở khách C-919 do Trung Quốc sản xuất và sử dụng và hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu thành tựu sau 14 năm phát triển. Việc Trung Quốc tiến hành chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay phản lực thân hẹp C919 tạo ra một cột mốc mới trong nỗ lực phá vỡ thế độc quyền của Boeing và Airbus trong sản xuất máy bay toàn cầu. Chuyến bay lần đầu tiên bay vào 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 5 do hãng hàng không Eastern Airlines vận hành với số hiệu MU9191 từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, đường bay nội địa đông nhất cả nước. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh vào 1 h 10 phút chiều cùng ngày. Theo China Eastern, C919 có thiết kế hai cabin với 8 ghế hạng thương gia và 156 ghế hạng phổ thông. C919 là sản phẩm của Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc, viết tắt là Comac. Comac bắt đầu phát triển loại máy bay này cách đây 15 năm để cạnh tranh với các dòng máy bay A320 của Airbus SE và 737 MAX của Boeing. Theo Comac, tập đoàn đã nhận được 1.200 đơn hàng, Trương măn C919 chỉ bay nội địa và chưa thể tiếp cận thị trường quốc tế do chưa được cơ quan hàng không Liên minh châu Âu và Cục hàng không Liên bang Mỹ cấp chứng nhận. Bối rối trước động đất và khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc, chính quyền Đài Loan đang muốn đẩy nhanh các kế hoạch giúp hòn đảo này trở nên kiên cường hơn trước các sự cố về liên lạc và các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ. Bloomberg đã viết về điều này. Bloomberg cho hay, việc đẩy nhanh các kế hoạch củng cố liên lạc của Đài Loan nhằm cố gắng ngăn chặn động thái Trung Quốc ngắt Internet và điện thoại trên hòn đảo. Tuy nhiên, đây có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Audrey Tang, người đứng đầu Bộ Kỹ thuật số của Đài Loan lập luận, kịch bản xấu nhất đối với hòn đảo này là sự phá hủy các điểm liên lạc vật lý. Ba nhà cung cấp viễn thông chính cũng như nguồn điện của họ Quần đảo Masu của Đài Loan thực sự đang trong tình trạng trôi giạt kỹ thuật số sau khi hai tuyến cáp Internet dưới biển bị cắt vào tháng 2 bởi những người được cho là thủy thủ đoàn của những chiếc thuyền treo cờ Trung Quốc. Trước đó vào năm 2006, một trận động đất đã làm đứt 8 dây cáp ngầm quanh Đài Loan và phải mất nhiều tuần để sửa chữa, làm gián đoạn mạng Internet, hoạt động ngân hàng và thương mại xuyên biên giới trên khắp châu Á. Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà chúng tôi đề cập đến trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi, TBJS Nâng Tầm Kiến Thức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.